Chào mừng các bạn trở lại kênh của tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn hai giác đấu rất hay của nam phương công tử Lại Lý Huynh tại giải cờ tướng Bảo Bảo Boy 2018. Đây là trận bán kết và trận chung kết. Mời các bạn thưởng thức biên bản dòng bán kết. Lại Lý Huynh, Ngưu Chí Phong.
xe 6 bình 3 chiếu tướng bắt xe. Chơi đến đây, Ngô Chí Phong đã buông cờ chịu thua. Mời các bạn xem tiếp trận chung kết. Vô Quân Lâm, Lại Lý Huynh.
pháo 7 bình 1. Chơi đến đây, vô Quân Lâm đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa xem xong hai ván cờ rất hay của Nam Phương công tử Lại Lý Huynh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.